Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft thợ săn kho báu. Tình hình là mình qua cái nhà cũ của mình á, thì mình chợt nhớ ra là gần đây là một vùng sa mạc và cũng là nơi có rất là nhiều xương rồng nữa. Thế nên là bây giờ chúng ta sẽ thu hoạch một ít xương rồng mang về ha. Hôm nay thì mình sẽ rất là cần những cái xương rồng này để phục vụ vô cái công việc chế tạo của mình đó nha. Wow. Đi hái mấy cái cây cao cao đi cho nó mau. Hái mấy cây lùm lùm lâu lắm. Trước mặt mình là cái tổ mấy con bọ mà lần trước mình đi ngang nó dám cà khịa mình. Mấy con này chán sống rồi. Như thế nào? À, đi tắm hả? Thôi xong rồi. Lần cuối người được tắm nha. Đi tắm nè. Mình bắn là khó mà trượt được. Rồi rồi rồi, con nào là đại ca trong cái tổ này bước ra đây. Bước ra đây, bước ra đây. Mình xin nhá. Đầu game dám ăn hiếp mình đi. Ồ, trong này còn đông lắm. Ồ. Chơi mà đánh lén. Mấy cái con này. Láo nháo hả? Này thì láo nháo nè. Ồ. Thì ra đồng minh của bọn chúng còn có những con nhện và những cái con xác ướp nữa. Nè, anh em cây khế với nhau à. Được, được, được. Mình xử hết luôn. Cá mè một lưới thì mình xử hết. Rồi nha. Trứng à. Mình xin cái trứng luôn. Chuyến này đi về có thêm mấy trứng mấy cái con này nữa. À, đây là tổ à. Tổ của bọn chúng nè. Ui, nó tha gà xuống đây nó ăn thịt à. Ồ, có tơ nhện. Xin luôn. Ở nhà đang thiếu tơ nhện. Rồi, bên đây thì sao? Ui. Ồ, bọn này giàu. Ồ, có vàng nữa nè. Ui. Mấy cái con này thấy vậy thôi mà cũng giàu phết đấy. Vàng mình còn không có xài, bọn chúng đem xuống tổ chưng à. Ồ, phòng này thì không có đồ gì hết. Rồi. Như vậy thì mình đã dọn dẹp được một cái tổ kiến mà lúc đầu nó dám ăn hiếp mình đó. Bởi vì ta nói thù nào mà thù không trả. Bớt cà khịa nha mấy cưng. Ủa, đằng này có con nhện gì mà lạ vậy. Ui, con nhện lông. Yêu. Cái ghê vậy. Nhện nè. Nhện talatula gì á. Đó là loài nhện rất là độc nha. Nhện đôi cắn một cái là ha. Mắt trợn trắng đi luôn đấy. Ui, ghê quá, đi về thôi. Có đủ xương rồng rồi. Ơ nhưng mà thôi mình lấy thêm miếng nữa đi. Công việc đầu tiên sau khi về nhà là mình sẽ đi ngủ ha. Đêm hôm khuya khoắt, rất là nguy hiểm luôn. Ngủ giấc đi, rồi sáng tính tiếp. Rồi, giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng những cái xương rồng mà mình mới farm được về ha. Để chúng ta chế tạo. Hôm nay thì mình muốn thử chế tạo một bộ giáp bằng xương rồng. Nghe là có vẻ hơi vô lý đúng không? Nhưng mà nó có thật. Đây, bộ giáp xương rồng này nó sẽ giúp mình chống cự không biết sẽ như thế nào đây. Nhìn về lượng giáp thì có vẻ là nó rất là xịn đấy. Nhưng mà còn về độ bền thì mình chưa chắc nè. Ô. Mặc vào nó tự cường hóa luôn. Ui, nó tự cường hóa dòng gai á. Wow. Rất là xịn nha, nhưng mà còn về độ bền thì để mình đi test mới được. Nếu mà độ bền ok la thì chắc mình sẽ cầm cái set đồ này. Mình đi quẩy thế giới kho báu luôn á. Ủa? Cũng đúng, cũng đúng. Hay là bây giờ mình sẽ chế tạo thêm pha lê kho báu rồi chúng ta sẽ thử sức chinh phục một cái cánh cổng kho báu bằng set giáp mới này ha. Nhưng mà tạm thời thì mình sẽ treo cái set đồ rồng đầu tiên mà mình sở hữu xuống ha. Dù sao nó cũng là set đồ đồng hành cùng mình. Ủa? Ui, không phải đầu tiên đâu. Bộ đầu tiên mình mất tiêu rồi. Bữa đánh boss xong mất tiêu bộ đồ, quên. Đây là bộ thứ hai hay sao rồi nè. Thứ hai, thứ ba gì đó. Rồi mình sẽ trưng lên ha. Chứ không thôi mặt hồi nó rách thì ổn nữa. Và công thức chế tạo pha lê kho báu tiếp theo của mình nó cần tới hai cái mật ong. Và đây là hai thứ rất là khó luôn. Để mình đi lấy mật ong nha. Mật ong thì chắc phải đi kiếm cái mấy cái cánh rừng á, cánh rừng gỗ sồi. Đó là nơi rất là dễ gặp những cái tổ ong ngoài tự nhiên. Lại gặp băng đảng gà. Vô đây, mình sẽ test thử đồ bền luôn. Ê,
Ê kìa. Ôi kìa. What the heck? Ủa cái vụ gì vậy? Ôi cái tên, cái tên đại ca của băng đảng gà này hơi bị nguy hiểm luôn. Trời đất ơi, nổ một phát một, mình mất luôn bộ giáp nè, mà đồng thời mất luôn vật tổ trường sinh là hiểu sức mạnh như thế nào rồi. Ui không khinh thường đại ca gà được nha, đại ca gà rất là nguy hiểm đấy. Trời đất ơi, tự nhiên cái mất cái bộ giáp lãng xẹt thiệt. Su cà ra nha, mà hên mình có mang theo xương rồng ấy, nên khi mà vỡ thì mình chỉ cần chế tạo một set mới thôi. Nguyên liệu này rất là rẻ và có sẵn nha. Chỉ có điều là giờ đi bộ rồi, hết đi hết chạy được rồi. Gãy cánh rồi. Để phục vụ vào cái công việc đi khám phá sắp tới của mình thì chắc mình sẽ chế tạo một cái lọ thuốc mọc cánh mới. Lần này thì mình sẽ sử dụng xương ha. Tên tên lọ thuốc đôi cánh quỷ ha. Để xem coi đôi cánh quỷ sẽ tâm như thế nào đây. Đó. Đã nha, cánh này ngầu, cánh này ngầu. Được rồi, giờ có cánh rồi, đi tiếp thôi. Ủa nhưng mà hình như cái set đồ này nó chỉ có độ bền là 1 hay sao vậy? Không thấy được độ bền. Tò mò ghê luôn ấy. Phía đằng này là một cái hóa thạch à. Ui, hóa thạch của con gì mà khổng lồ vậy? Trời đất ơi, siêu bự luôn. Đây, hóa thạch nằm ngay ngôi làng luôn à. Ảo thiệt. Và đây là rương của hóa thạch chăng? À chính xác luôn. Chạy từ đầu làng qua tới tít tận bên này cơ mà. Quá ghê gớm luôn. Nhưng mà có vẻ cái công cuộc tìm tổ ong của mình nó hơi chông gai rồi. Mình đi từ nãy tới giờ nhá, chả thấy một cái tổ ong nào luôn. Rồi kiếm đâu ra mặt ong để chúng ta lấy về đây. Ú, trong cái khó ló ra cái bí mật là sáp ong mình có thể chế tạo từ khói mật ong à. Ê, quay xe, vứt cây kéo luôn, không thèm nữa. Có cách rồi. Chúng ta có thể chế tạo sáp ong mà. Những cái quặng đó đây mình có nè. Alexandrite, cái này thì khám phá chiến nào cũng có hết. Rồi thêm một ít khói mật ong mà mình có lấy ở vài lần trước là chúng ta đã có thể tạo ra sáp ong rồi. Cần gì phải đi tìm mật ong chi cho cực. Tiếp theo thì mình sẽ cho nốt mấy cái nguyên vật liệu còn lại vào. Ơ, còn thiếu à? Còn thiếu một cọng chỉ. Đây, cho vô. Xong, cuối cùng thì cũng chế tạo được rồi. Tán tàn. Và lần trước mình có check game cái mảnh linh hồn á, thì hiện tại coi mình có 350 mảnh linh hồn á ta. Mình có mua được gì không nhờ? Không mua được gì hết. Xui vậy. Ở đây nó có cái cửa hàng linh hồn á. Ví dụ mình có đủ số lượng linh hồn đúng không? Mình có thể mua được một cái Mystery Vault Steel nè. Nhưng mà đồ bán mình linh hồn có vẻ hơi mắc nhờ. Mấy trăm linh hồn một cái thôi. Thôi không mua đâu. Rồi công thức tiếp theo thì nó cũng khá là dễ thôi. Đá này, que này, restore này, vỏ ốc. Rồi nha. Vậy là chúng ta có 2 viên pha lê kho báu để có thể đi quẩy rồi. Bữa nay chế tạo hơi lâu ấy nhờ. À còn dư đá luôn, cất vô. Và rút kinh nghiệm ha. Mình sẽ tạm thời cho bớt một viên ở nhà để chúng ta đi khám phá cho nó an toàn. Và hiện tại thì mình đã đạt cấp độ 25 ấy. Thành thử ra ở cánh cổng kho báu thì nó sẽ có một vài cái món đồ mới cho vào những cái rương. Và đồng thời thì độ khó nó cũng đã tăng lên á. Nên chuyến này đi sẽ rất là nhiều rủi ro nha. Nhưng mà khoan cái đã. Hồi nãy mình mới bị văng game một cái. Và mình tìm hiểu lý do thì là do cái bộ giáp này nè. Mình mặc vô nó sẽ rất là lắc nha. Không biết nó có công dụng thần kỳ gì hay không nữa. Này nó bị lắc nè. Đó, bây giờ mình thành hai cái nón rồi nè. Ảo ma China thiệt chứ.
Mình giờ mình mặc cái nón vô. Ôi cái bộ giáp này bịp rồi, nó chỉ có một độ bền thôi. Mình bị đánh cái là vỡ liền à. Đó. Lừa thiệt nè, nữa nè. Bị đánh cái là vỡ giáp thôi. Ui mày thế, hên là mình chưa mặc bước qua thế giới kho báu đó nha. Chứ không thôi chiếc này đi là ra đi luôn rồi. Đi luôn á. Đi xa luôn á. Ui hên nha. Không ổn, vậy là mình phải tiếp tục mặc một bộ giáp rồng rồi. Mà bữa nay mình sẽ làm giáp rồng sấm sét nha. Wow, được á, được á. Hết giáp rồng xám rồi, bây giờ mình sẽ chuyển sang giáp rồng đen á. Hy vọng là bộ giáp này sẽ giúp mình may mắn. Mặc dù cái màu nó thì có vẻ không may mắn lắm, nhưng mà nói chung là đẹp. Chung với cánh nè. Nó set đồ này là hơi bị đẹp á nha. Rồi, cộng một may mắn đi. Vô. Cánh cổng lần này sẽ cho mình hiệu ứng gì đây? Hồi hộp quá. Ô. May mắn thiệt. Ôi nhưng mà đồng thời thì mình cũng có thêm thử thách kìa. Ui, thử thách lần này là mình phải tìm những cái vật phẩm mà nó yêu cầu à. Ui, được rồi nè. Mình mới farm được Reaper Fools. Ồ. Có rồi, có rồi. Có được một cái rồi. 1/4 rồi. Ủa, sao có mà không tính vậy? Ê, tôi nhặt được rồi mà. Ui, Reaper nổ mà. Chú cha mà ơi. Ghê thế. Đó, bây giờ còn có thêm cả một vài YouTuber xuất hiện trong công trình rồi nè. Wow. Mình sẽ farm quái để mình kiếm đồ trước rồi đó. Công trình lần này chủ yếu là chúng ta sẽ chiến đấu để kiếm đồ ấy, chứ không phải là đi tìm phiến đá cổ nữa rồi. Nó sẽ khó hơn rất nhiều, phụ thuộc vào nhân phẩm đấy. Nhưng mà sao mình farm quái nó không có trừ ta? Mình cũng chả biết nhét mấy cái này vô căn phòng nào nữa. Hay là hết thời gian nó tự động nó lụm giùm mình ta? Khó rồi. Thôi giờ thì lo tập trung farm trước đi ha. Còn nhiều món đồ lắm. Ý, đây còn có cái gì nữa nè. Ô. À, những cái pin ban glare thì mình có thể nhặt được ở dưới mặt đất à. Rồi luôn, cái này vừa farm quái và vừa phải tìm đồ rồi. Căng thiệt. Ừ, cho nhiều nhiều mắt đi. Mình được 5 trên 14 con mắt rồi. Đây nè, có thêm cái Tresu Bile rồi nè. Đó, được hai cái dòng rồi đó nha. Ê, không sao, có rất là nhiều những cái Tresu Bile mà mình có thể tìm á. Nhưng mà không phải cái nào nó cũng cho mình đồ nha. Kiểu nó cho ngẫu nhiên thôi. Cái có cái không vậy đó. Nè. Lạ thiệt. Đây đây, cái này thì có rồi. Yes. Chúng ta đã có được 3 trên tổng cộng 6 cái Tresu Bile cần phải tìm. Mình gán tìm trước cái Tresu Bile đây, có vẻ nó dễ tìm á. Ủa, còn có rương gì á? Ơ. À, tức là mình phải cho mấy món đồ mình tìm vô đây à. Đúng không? Ừ, nhưng mà cẩn thận, cẩn thận. Ừ, đúng rồi. Mình có đồ là mình phải cho hết vô cái rương nha. Nó mới tính kìa. Căng thiệt. Rồi, cho mấy cái món đồ mà mình có vô. Một cái Tresu Bile nữa thôi. Đây, có luôn. Xong rồi đó, giờ mình không cần phải tìm Tresu Bile nữa. Cái tiếp đến thì mình sẽ cần phải săn độc từ con nhện. Phù thủy thì mình không cần phải săn đâu, tại vì phù thủy không có rơi ra món đồ nào hữu ích hết á. Đừng có chọi nữa coi. Người ta kháng độc, chọi chọi cái gì? Chọi không? Con xương thì nó sẽ cho ra bộ xương nè, nhưng mà mình chưa có được cái nào hết. Ui, cũng hay quá nha. Công nhận lên cấp cao có nhiều cái thử thách hay thiệt á. Rồi, mình có được thêm 2 cái rồi hả? Vậy là còn thiếu một cái Reaper Fools nữa. Cố lên, chúng ta có thể làm được mà. Ui, nhưng mà lút rừng xíu đi, nãy giờ mình lo mình tìm những cái kiểu như là sao ta, con quái mình săn á, mình không có lút rương gì hết. Một hồi mình sẽ rất ít đồ mang về đấy. Rồi, chúng ta có được 2 cái Reaper Fools rồi kìa. Để lấy thêm chút đồ nha. Khối kim cương đâu nè. Rồi, té qua căn phòng khác thôi.
Đây đây, đầu lâu xương đầu tiên nè. Như vậy thì tiếp theo mình cần săn những con xương rất là nhiều đây. Tại vì con xương nó rơi ra tới hai bộ phận khác nhau lận. Con xương xuất hiện đi. Zombie không phải. Ok, farm zombie luôn. A few moments later. Có một cách rất khá là hay luôn, đó chính là mình sẽ xuống đây ha. Vì dưới này nó có rất là nhiều cái lồng spawn. Và mình có thể farm quái một cách thoải mái luôn. Cơ hội lý tưởng. Nhưng mà phải cẩn thận nha. Đôi lúc nó cũng rất là nguy hiểm đấy. Nãy giờ mình vẫn chưa loot được cái rương nào luôn á. Quái nó dí liên tục, không có thời gian để chúng ta xử lý mấy cái rương này. Rồi, giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu loot tèn tèn ha. Đó. Ui, nó có mấy cái mảnh Wutat này nè, cái này rất là hữu ích nha. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ trở lại cái căn phòng kiểu như là mình cất đồ ấy, mình sẽ qua đó để mình đưa mấy cái món đồ này vô để mình còn biết số lượng cần phải farm tiếp theo nào. Mình sẽ cho vô cái này. Rồi. Ô, bây giờ mình chỉ cần farm xương thôi. Vậy thì dễ rồi, tập trung vào con xương thôi nha, mấy con khác mình bỏ qua cũng được. Hai cái bê sườn con xương. Thêm một bộ bê sườn nữa. Còn thiếu, mình còn thiếu hai cái. Ủa, một cái bộ bê sườn và thêm hai cái đầu nữa cơ. 3 phút thôi. Trời ơi, 3 phút nữa. Mà xương nó núp hết rồi, nó nghe mình săn nó cái nó núp sạch hết trơn luôn, không thấy con xương nào sao mà farm. Kỳ cục mà. Còn thiếu có hai cái đầu lâu với một cái bộ bê sườn thôi. Này, mà nguyên cái phòng to đùng không thấy một con xương luôn. Bây giờ mấy con xương bây giờ bắn vừa nhanh mà vừa chuẩn vậy. À, đậu đấy. Yes. Một cái đầu và một cái bê sườn nữa. Rương đánh đổi trái tim. Ui, cẩn thận. Ai vui. Hơi căng nha. Đó, đồ ngon. Trên này còn cái rương gì nữa vậy? Rương 50 cấp. Thôi xong rồi, lỗ rồi. Mất hết 40 cấp luôn rồi. Trả cấp lại cho tôi. Không đổi nữa. Rồi, không cho luôn. No, không kịp rồi. Ôi, không kịp rồi, tiếc quá à. Mình còn thiếu đúng một cái đầu thôi. Vậy mà săn hoài săn không ra cây thế. Không sao, mua keo này mình bày lại keo nữa. Lần nãy là suýt được, đúng không? Lần này mình mong là mình đã có kinh nghiệm từ lần trước thì mình sẽ dễ dàng vượt qua thử thách hơn ha. Và cánh cổng lần này cho mình quá trời hiệu ứng luôn. Nhưng mà tình hình là chưa thấy phiến đá cổ nào nha. Rồi, mở cái rương này. Bây giờ mở rương nó cho Pandora Box. Đồ VIP nè. Đây rồi. Hẹn về. Mấy cái rương thử thách bây giờ cho đồ xịn rồi nha. Đó là lý do mà mình muốn cày cấp. Là vậy đó. À, có phiến đá cổ đầu tiên rồi nè. Kích hoạt lên nha. Rồi, kiếm thêm rương trong cái thành phố này thôi. Đóng cửa lại. Ui, sao nhiều bẫy vậy? Hình như mình bị dính cái rủi ro hay sao ấy. Nên nó xuất hiện rất là nhiều bẫy nha. Ê, bẫy. Đi đến căn phòng tiếp theo nào. Căn phòng tiếp theo. Có phiến đá cỏ không? À, nhưng mà có rương thử thách nè. Không có phiến đá cỏ nhưng mà có rương thử thách. Đổi luôn. Đó, lại có đồ ngon. Thiệt của mèo. Ê, ui da. Mở cái rương nổ to thế. Thêm một căn phòng nữa. Căn phòng này đánh đổi 8 trái tim. Ui, chưa. Cái này phải hồi phục lại mới đánh đổi tiếp được. Mình đổi tim liên tục như vậy thì sẽ rất là nguy hiểm nha. Vừa đổi vừa hồi phục đi. Đó. Như vậy thì rất là chắc cú luôn. Sao không? Giờ có thể loot rồi. Trời ơi, cái rương nó xịn. Lấy sạch luôn. Ồ, ở đây còn một cái rương nữa nè. Rồi, thêm một cái rương thử thách trong một căn phòng này. Hai rương liên tiếp. Quá là tốt luôn. Lại đây mấy nhóc, càng đông càng vui. 1 linh hồn, 2 linh hồn, 3 linh hồn, 4,
Và linh hồn cuối cùng. Giàu rồi, giàu rồi. Lượm hết, lượm hết, lượm sạch, lượm sạch. Rồi trên cây thử xem. Ô đây rồi. Phiến đá cổ thứ 3. Yes. Và đây là một căn phòng hoàn toàn mới luôn. Cái căn phòng này giống như là một cái nhà máy vậy. Mình sẽ thử tìm trong mấy chỗ này. Ui TNT. Không. Trời ơi, nó nổ tanh bành hết rồi. Nhờ nó nổ mình mới biết đây có rương nè. Không sao, không sao. Ôi sao mình... Ủa? Mình giải độc rồi mà sao vẫn bị trúng độc vậy? What? What the heck? Ảo vậy? Ủa mình nhớ mình giải độc rồi mà ta. Vậy là đồ nó giấu trong này. À đây đây đây, đây một cái nữa nè. Ủa rồi sao để mở cái này trời? À mình mở không được thì mình đập. Ừ nha. Mở không được thì mình đập cũng được nè. Sao mà làm khó mình được. Mình nghĩ là mình nên hồi phục lại trước khi đi tiếp ha. Có vẻ là ở dưới đó nó còn một căn phòng nữa. Liệu nào. Để xem dưới đó có cái gì ha. Tò mò một chuyến mới được. Ồ đây là một căn phòng. Ui. Phòng thử thách à. What the heck? Cái gì? Nhập mã. À, nhập mã. Tưng 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 tưng. Đúng không? Vào to rồi. Ui da. Nhưng mà nó có thể ra những cái rương 7 nha. Mình nghĩ là bây giờ mình nên đập hết mấy cái rương này chứ không nên mở từng cái đâu. Đây mình sẽ đập hết giống như vậy ha. Để nhỡ cái rương nào có độc á thì nó sẽ phát hiện ra luôn. Đó, vậy là xong rồi. Trời ơi. Coi kìa. Đồ nhiều cực. Lụm đã luôn. Nhưng mà có vẻ là nó không cho mấy cái mảnh xịn rồi. Nhưng mà như đây đồ là cũng quá là ok la rồi. Đi tiếp thôi, chúng ta còn 6 phút để tìm 3 phiến đá còn lại nè. Thời gian có hạn nên thôi mình tranh thủ mình về á. Có vẻ càng ngày thì cái việc tìm những cái phiến đá cũng như là thực hiện thử thách của cánh cổng kho báu càng khó ấy. Nhưng mà rất may là mình cũng loot được khá là nhiều đồ mang về nha. Thích thiệt sự. Rồi giờ thì chúng ta cùng nhau mở đồ thôi. Đầu tiên thì mình sẽ mở những cái gọi là những cái đồ chơi ha. Đây là những cái đồ chơi bên thế giới kho báu nè. Không biết là nó sẽ tốt như thế nào. Cùng nhau thử nha. Mở từ thấp cho tới cao luôn nè. Rồi 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 rồi, nó lại là tròn ngẫu nhiên. Nó sẽ cho mình cái gì đây? Thanos Idol. Nó sẽ cộng cho mình 500 độ bền. What? Tăng độ bền hả? Ok, để qua một góc đi. Một xíu thì mình sẽ kiểm tra coi cái nào xịn nhất ha. Ui sao khách tới nhà đông thế. Thôi không tiếp khách nha, nào không tiếp khách đâu. Giờ thì tới Thanos. Ủa? Ủa cái này công dụng gì? Nó không để công dụng này. What? Không có cái công dụng gì luôn. Cái thứ ba là cái thứ ba cộng cho mình 5% kháng cự. Cái thứ tư thì sao? Cái thứ tư sẽ cho mình cái thứ tư cũng không cộng thêm cái gì hết. Wow, lạ nha. Mình sẽ mở cùng lúc ba cái cuối cùng xem coi nó sẽ ra những cái gì ha. Hợp quá. Lần lượt là cộng 0.4 đam nè, cộng 450 độ bền và cái xịn nhất. Ok, cái xịn
Không cộng gì luôn à. Chủ yếu những cái này á, nếu mà có công dụng tốt thì mình giữ lại, còn không có công dụng tốt á, mình có thể đổi thành những cái vào scrap nè, để mình có thể sửa chữa nha. Sửa chữa đồ đồ đấy, hoặc là làm mấy cái vật liệu đồ nè, cũng khá là hay á. Ý, được nha, cất vô. Ngoài ra thì mình còn có mấy cái bán đồ mới nè, mình sẽ cho vô đây để chúng ta coi coi bán cho mình cái gì ha. Bán bánh, bán gu tách sát, cái này tốt nè, để mai mốt mình sẽ dùng ha. Nhưng mà hiện tại thì mình có món đồ nào mới không? Không, tiếc quá. Thôi thì đành phải mở mấy cái Pandora Box thôi. Hy vọng là Pandora Box sẽ cho đồ xịn nha. Đây là thứ xịn nhất trong hai lần đi khám phá của mình đó. Để xem cho mình. Ui, nó cho mình vào scrap. Kỳ vậy. Cái thứ hai. Trời, cho tao vàng. No. Hai thứ này thì ok, tạm chấp nhận đó. Hồi nãy mình khám phá chưa có đã, nên bây giờ mình muốn làm thêm một viên pha lê kho báu nữa, để khám phá cho đã cái nơi của mình trước cái đã. Viên pha lê tiếp theo. Ôi vô 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 đi Strider, để anh tiếp khách cho. Trước khi đi khám phá để mình tiếp khách cái đã, khách tới nhà không trà thì cũng cho ăn vài cái lưỡi dao. Đi vô khác, đi vô khác chơi. Nhà tôi không có tiếp khách. Đi đi. Khách gì đâu. Vô dần quá quá. Tới nhà không có chuông, không cũng chuông. Kêu réo cái gì, không mở cửa đâu. Như nào, như nào. Mơ đi mấy cưng. Này, không đánh được boss nào, với lại không có tìm đủ mấy phiến đá, rồi không làm được thử thách nữa. Biết đang nóng không mà lại nhà kêu réo. À nữa nè. Kêu réo nè. Thôi, giờ thì chắc mình sẽ đi chập 3 nha. Mong là chập 3 sẽ khá hơn hai chập trước. Chập 3 thì sẽ cho mình thêm những cái rương thưởng nè. Nhìn từ xa thì mình đã thấy ở đây nó có một cái phiến đá cổ nè. Dễ dễ tìm dùm đi, để mình thử đánh boss ở cấp độ 25 coi đánh có lại không. Nãy giờ chưa kịp thử sức với boss để biết mạnh yếu, rồi người ta còn nâng cấp sức mạnh đâu chứ. Giữa đường mà nó cũng để rương nữa nè. Đã chưa? Được. Thích nha, bắt đầu thích cái cánh cổng lần này rồi đó. Ồ, còn có phiến đá nữa. Ok, chúng ta đã có 2 trên 6 phiến đá cần tìm rồi. Giờ thì có nên đi xuống dưới không nhờ? Sẵn đường chắc đi xuống dưới thử đi. Coi coi lần này sẽ như thế nào đây. Có thêm gu tát sát nè. Quặng netherite đâu nè. Lấy luôn. Cái bên thì sao? Lại là vua tát sát. Nãy giờ mình nhặt quá trời vua tát sát luôn này. Đây có cái rương thử thách nè. 8 trái tim. Ê, hồi phục lại bậy ơi, ẩu rồi. Rồi. Lại có thêm đồ. Uầy. Cái rương thử thách trong cái cánh cổng lần này rất là ít luôn nha. Mình rất là muốn những cái rương đó, nhưng mà nó ít như vậy thì sao mà kiếm đồ xịn được đây. Ở trên này mình thấy nó có cái bánh nè. Ủa? Oh no. Thôi xong rồi, ảo giác rồi. Ảo giác rồi. Ui là trời. Ok. Đây rồi. Phiến đá cổ cuối cùng. Yes. Giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị đánh boss nhá. Còn không ta? À còn rương đây. Ok. Rồi, tình hình thì mấy cái rương đã lút qua rồi ha. Giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị chuỗi gì đây? What the? Oh. What the? Có phiên bản của mình luôn à. Oh. Wow. Có phiên bản của mình trong đây nữa. Rồi, không chần chờ gì, giờ mình sẽ dám lá cải với boss thôi. Vô. Lần này mình giáp lá cà, mình không có chạy nữa đâu. Giáp lá cà thôi. Vô. Nhào vô. Sao mình tự nhiên mình có cái kháng cự đã ghê á. Ăn tim táo. Vô. Solo luôn. Lần này thì mình không có ngán đâu. Vô. À ngán rồi. Ai da.
Ui, nó hồi phục lên kìa. Ui, nhưng mà mình có phải cẩn thận. Cái da ăn được rồi. Ui, một xíu nữa. Cái cung phát huy công dụng. Hiểu biết không? Yes, thành công rồi. Kẹo hơi căng nha trời. What the heck, nó cực kỳ mạnh luôn. Nhưng mà may quá, mình mạnh hơn. Và chúng ta chuẩn bị về và unbox cái room boss này nha. Về an toàn. Rồi rồi, giờ coi coi room boss sẽ cho mình một cái quần trong thế giới kho báu. Rồi những cái mảnh vụn netherite nè, burger hết rồi. Sơ qua cũng có một vài món đồ xịn thôi ha. Cất vô trước cái đã. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử mở hai cái Pandora box với cả là một cái idol và một cái quần bên thế giới kho báu ha, để xem coi nó sẽ ra cho mình những cái món đồ gì nào. Hai cái Pandora box lại ra đồ không ok lắm rồi nè. Còn với hai cái món đồ xịn này thì sao? Đầu tiên là cái quần đi. Mình sẽ được cái quần gì đây? Mình sẽ được một cái quần... cấp độ yêu cầu nó vừa đủ luôn. Nó yêu cầu cấp độ là 25 thôi. Vừa khít luôn nè. Có vẻ là cái nón và cái quần chung một set đồ. Họa tiết của nó nhìn khá là tương đồng với nhau này. Còn về cái idol thì nó sẽ cộng cho mình 0.6 đam. Tăng đam thì cũng khá là ok là đó. Như vậy thì trong ngày hôm nay thì chúng ta đã bắt đầu loot được những món đồ xịn sò trong thế giới kho báu. Và càng về sau thì những món đồ này sẽ càng xịn lên nữa. Nhưng mà đồng thời quái nó cũng tăng đam nè, và boss nó cũng sẽ mạnh hơn nữa. Nên chúng ta cần phải tìm cách để tăng sức mạnh nha. Nếu không thôi thì sẽ ăn hành ngập mồm đó. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến đi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến đi kế tiếp cùng với sự thăng tiến sức mạnh của mình. Bye bye.